Uh, xin chào các bạn mình là Macet đến từ Macet House Shop hôm nay mình xin review bộ lully lasscourt tarot trên tay mình đang là học bài bộ bài lully Scott là một bộ cổ bài dựa theo quan điểm và cách nhìn của tác giả lully lasscourt uh, cô là một sinh viên nghệ thuật tại khu phố New Orleans của Pháp và cô là một truyền nhân của người bà quá cố một nhà ngoại cảm và cô đang mang những cái kiến thức và tri thức của người bà quá cố vào trong cái bộ bài lully lasscourt này đây là hộp bài của chúng ta, hộp bài với hai màu đơn sắc là đen và tím mang tới cảm giác là bí ẩn. Bộ bài được xuất bản bởi nhà xuất bản Los Carabio và bộ bài chúng ta được in tại ý. À, bây giờ mình sẽ tiến hành review bộ bài chúng ta. À, đây là cổ bài, mình sẽ mở cái lớp ni lông này ra. Vâng, đây là của bài của chúng ta đầu tiên thì mình có quyển sách mini booklet thì trong đây của chúng ta bao gồm những cái ý nghĩa ngắn gọn gồm sách thứ tiếng và 63 trang theo chuẩn của Los Carabio mặt sau của bài các bạn thấy này là rất là đẹp với hai bàn tay đang xem vào nhau thì mặt sau của chúng ta chỉ xem được một nghĩa mà thôi à, cái lá đầu tiên là hình của tác giả Ludi và chúng ta sẽ bắt đầu review à, bộ bài này chúng ta không thể nào xét theo một cách đơn giản bởi bản chất của bộ bài mang rất là nhiều sắc thái và nhiều điểm khác biệt mà khi cầm vào chúng ta mới có thể cảm nhận được điều đó đầu tiên thì như hồi nãy chúng ta đã thấy trong hộp bài chúng ta có một cái biểu tượng đó là biểu tượng Venus thể hiện màu tím ở trên cái hộp bài và chúng ta thấy rằng à, cái biểu tượng đó được thể hiện xuyên suốt trong từng lá bài của bộ bài này bởi tất cả những nhân vật trong từng lá bài đều thể hiện nhân vật nữ theo phong cách rất là ba gan rất là theo cái tính nữ rất là nhiều. Về thiết kế các bạn thấy rằng những cái lá major không có tiêu đề và chỉ đánh được số từ 0 tới 21. À, ở các lá minor và các lá court thì à, chỉ có các biểu tượng của bốn nguyên tố và các biểu tượng từ uh, của các lá uh, royal và uh, đánh số từ 1 tới 10 mà thôi. Um, nhờ cái thiết kế này thì bộ bài đi khỏi cái thiết kế truyền thống của los caribio và với phong cách là sáu ngôn ngữ ở trên lá bài gây khó khăn cho người sử dụng. bộ bài Ludilla Scott hoàn toàn đi theo phong cách tối tăm gothic và đầy những cái điều uh, tâm trạng ở trong từng lá bài. những nhân vật nữ các bạn thấy đó đều thể hiện cái tâm trạng ưu uất, khổ đau, tinh thần bị tổn thương qua hành động nước mắt những cái màu mắt mascara đang chảy ra và cái biểu tượng biểu tượng đau khổ trên từng khuôn mặt tại mỗi lá bài chúng ta thấy có rất nhiều biểu tượng cần được chú ý tới và cần được giải thích tuy nhiên trong quyển sách mini booklet đi kèm ngoài những lời chỉ dẫn theo hướng đi của từng lá bài chúng ta không có cách giải thích riêng của các biểu tượng đó cũng là một trong những điều khó khăn khi chúng ta sử dụng các bộ đài các lá bài của Ludila Scott này à, theo nhận định thì các bạn phải hiểu rằng à, trong bóng tối cuối bộ bài chúng ta mới tìm được ánh sáng của bản thân đó là lời ghi nhận của tác giả Ludila Scott dành cho những người sử dụng bộ bài này. Bộ bài khá là tâm tối phù hợp với những bạn reader theo phong cách của cô thích nhưng mà sẽ là một bộ bài sẽ mang tới các hấp phá rất là hay cho các bạn sử dụng. Vâng xin cảm ơn các bạn đã xem clip. À, mọi chi tiết xin liên hệ với Mythic House Shop. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều.